này kiếm được cái này nha mọi người, kiếm được cái tầm gửi loại ký sinh trên thân cây chủ. Đây là lá nè, hoa nè, bông nè, có cây tầm gửi không à, dược liệu ai cũng tiện cho người mà dần cắt nhuyễn ra nè, mình cho gà mình ăn ha. Nhuyễn gì được rồi, như gà bằng dược liệu ký sinh này rất là tuyệt vời luôn. Giờ mình chọn xong rồi mọi người, chọn cây tầm gửi, gửi cây tầm gửi này gửi trên cây trứng cá mà, cho nên nó sẽ có công dụng giống như cây trứng cá luôn. Nhưng ngoài ra thì cây này nó có vị ngọt nè, mát luôn rồi, cho nên nó tập trung cái phần gan, cây độc gan nhiều, độc gan, mát gan, thanh nhiệt. Tạm dừng cho gà cái đây mình nói chuyện với mọi người. Cho nó ăn thôi mọi người, cho nó ăn cây tầm gửi nha, tầm gửi nha mọi người. Tầm gửi thì nó gửi nhóc cho nội cây mà, gửi cây thì cây nào thân chủ đó là cây ký sinh mà, gửi cho thân chủ cây nào thì lấy chất dinh dưỡng từ cây đó, chứ mình cho là nó gửi trong cây. Chứ mình cho là cây này nó gửi trên thân cây trên thân cây trứng cá, còn cứ gửi trên thân cây gạo, cây mít, cây chanh gì đó, nhiều loại cây lắm, cho nên nó sẽ phụ thuộc vào nó. Nhưng mà cây tầm gửi người ta nghiên cứu mình thấy đó, nó trị nhiều cái bệnh lắm, ngoài những công dụng trên cây chủ ra, tại vì nó là cây ký sinh mà, chống ký sinh, chống ký sinh nó bám chặt vào cây chủ, nó hút dinh dưỡng cây chủ, nên cây chủ có chất gì nó có chất đó. Ngoài ra này nó có nhiều loại phần trị kháng khuẩn, rồi mát gan, giải độc, thanh nhiệt cơ thể, chung là cũng có chất xơ, xơ chứ xanh này có đầy đủ chứ mà. Cho nên mình ăn giống như ăn nói về dược liệu thì nói chung không đúng, tại vì mình cho ăn cái kiểu này giống như là chất xơ chất xanh, rau mỗi ngày rau dưỡng ăn đó. À, cây tầm gửi này nó ăn được chứ sao, nằm trên tuốt trên xa mà, nó nằm xa trên tuốt trên đọt cây đó, còn mình thấy xuống cho nó ăn trong một hai ngày, không được liều lượng thì chưa cần thiết. Mình dựa vào nó tính nó ăn gạo như mình cho nó ăn vậy thôi, chứ chưa, nếu mà trị bệnh thì mình phải coi liều lượng cụ thể, liều lượng đúng thì nó mới trị bệnh được rồi. Còn là mình cho ăn giống như là cung cấp chất xơ, cung cấp rau xanh mỗi ngày thôi, chứ nghĩ là được, đơn giản vậy thôi. Cây này ăn đơn giản vậy không mà tốt thì tốt, mình thấy là nó gà nó ít bệnh, với lại nuôi nhốt này nó ít bị xấu lòng, nó vậy thôi, đơn giản. Nên mọi người cứ sử dụng cây này cho gà ăn nha. Ở miền Tây hay là ở miền bằng thì nó cũng có, nhưng mà không bằng anh em vùng núi sử dụng cây này hoài mỗi ngày cũng được, tại miền núi mọc nhiều lắm cây tầm gửi, tại vì nó mọc trên những cây mà thân gỗ, cây thân gỗ là nhiều, nó bám chặt một cây thân gỗ, hút trên chữ thân gỗ, và cây này thu hoạch quanh năm, thu hoạch quanh năm, mọc quanh năm, người nào cũng có chứ cây này. Thấy à, mua không, mua không, được kêu dữ lắm, già cũng kêu lắm.
không gã không gã không rau xanh giống như dầu gạo ăn giống như dầu gạo có thì cho ăn không có thì cho ăn khác là để mình cho ăn thôi đơn giản ha tiết kiệm đơn giản như thế là được rồi cho ăn cây dược liệu cây đập khẽ thì cho ăn có nhiều cho ăn không biết nhiều cho ăn quá đơn giản tiết kiệm chi phí cũng không còn mấy cây dược liệu này dược liệu cây tầm bổ quá đơn giản rồi tiết kiệm để giảm chi phí hai mọi người xin cho anh cũng được đi hồi hộp cho đi anh ơi anh là ăn giống như loại gà rồi ok không ăn gà ăn lá này bây giờ đơn giản thôi muốn cho ăn cái nào thì mình hái cái đó vô cho ăn thôi cây nó bự quá thì mình cắt nhuyễn ra thôi cây nó nhỏ thôi mình hãy vô cho nó ăn luôn nó mình càng nhuyễn thì gà nó càng dễ ăn thôi càng nhuyễn thì gà nó càng ăn nhanh cũng sạch hết đó. Nên nuôi gà mà muốn tiết kiệm thì quá đơn giản sử dụng cây này tiết kiệm để nó tiết lửa còn mạnh như gà đấy cái cần thái xuống cái cách nhỏ cần trọng ăn thêm nước trọng ăn gà nó phải ăn ngộ rồi heo ngộ rồi tao hết em tập trung sang cái thao rồi đơn giản và tiết kiệm giảm chi phí chỉ có cách này thôi rồi tận dụng thực vật cho nó ăn thôi tận dụng những cái thực vật có thể những loại động vật nhỏ như tôm cua gì đó loại rẻ mà rộng cá nhỏ cá trắng nữa cho nên gì những cái thực vật này cho nên quá đơn giản nhưng mọi người cứ tận dụng cho nên ăn ngày nào luôn á rất đơn giản khi mình tận dụng những cái thứ này những cái thực vật này cho gà ăn thực vật cây dược liệu mình rưỡi này cho gà ăn này nó dành này không để mình chia ra bớt trước cây nào mà chạy rẻ mình tận dụng ăn luôn cây nào vườn xung quanh mình cứ tận dụng luôn cái gì nó giống nó giảm cách đơn giản là giảm chi phí là gì bằng những cây thực vật như rau củ hay là những cây nhỏ ngoài chợ rồi cá một cái gì đó những cái này thôi video kết thúc rồi chúc mọi người có một ngày vui vẻ.